Đạo tính thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly. Nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta. Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết. Dạ, Mô Phật, kính chào đạo tràng. Quý vị biết có những Phật tử đó họ bị phiền não, họ bị phiền não về chuyện gia đình, tức là chồng con ha, chồng không như ý, con nói không nghe, tức là ông chồng thì cứ say xỉn đi làm về trễ ha, nói không nghe, con nó càng lớn nói nó càng không nghe, bực lắm vậy. Bà có cái bà đó bà bực lắm. Bà tới chùa bà nói tôi cứ niệm Phật hoài mà sao phiền não giận giận chồng giận con nó không có bỏ được. Thì sư mới đọc cái bài Năm Điều Quán Tưởng cho bà nghe, đọc 3 lần vậy đó, khi bà hiểu ra quý vị. Tại vì Năm Điều Quán Tưởng đó là quán ha, mình quán về sự già, sự bệnh, sự chết, rồi khi chết đó là phải phải rời bỏ hết tất cả, chỉ có cái nghiệp nó đi với mình thôi. Ngay ngay chỗ đó cái bạn ngộ ra quý vị, bạn ngộ ra thì ra ta đi với nghiệp của ta. Nếu mà mình bây giờ mình cứ giận chồng giận con hoài, thứ nhất là mình khổ, cái thứ hai là mai mốt mình chết á, mình đi với cái nghiệp xấu này, cái nghiệp thiện này thì mình khổ, chứ chồng con nó đâu có khổ. Nhưng mình đi về về cõi, tại mình sân si là mình chết, mình sanh về khổ cảnh, chứ chồng con nó đâu có khổ. Nghe tới đó cái bà hiểu ra quý vị. Bà hiểu ra khi bà buông được ha, buông được thôi cái nghiệp của họ. Ông chồng ông nghiện nghiện rượu thôi, chuyện là chuyện của ổng, nói hoài mệt quá, nói hoài ông cũng không bỏ được. Rồi con nó lớn lên thì nó có những cái nhu cầu của nó đi chơi với bạn bè ha, đi học hành ở xa, nó vui thích theo cái chuyện của nó, rồi mình mất mới rồi mình giận hoài. Thì tới đây quý vị nghe nghe kịp ha. Cái bài kinh này đó giúp cho cái bà đó đã giác ngộ đó, nó bỏ được phiền não. Thì khi mà mình tu cũng vậy đó quý vị, mình tu là để mình giác ngộ. Mình giác giác ngộ là tức là thấy ra cái sự thật đó nó ở trong tâm mình đó, nơi thân, nơi tâm này. Thân này là già bệnh tử phải không, rồi mình phải thấy ra cái tâm của mình. Phiền não là khổ. Thì khi mà mình thấy ra cái sự thật đó đó, sự thật cái gì mà không như ý là khổ đó, là tham sân si là khổ, ganh tị ngã mạn là khổ đó, thì nhờ mình thấy nó khổ thì mình mới bỏ được cái tham ái của gì, tham ái. Vì thấy cái tham ái nó làm cho mình khổ và nó nguy hiểm vô cùng. Thì quý vị thấy ai cũng bị tham ái cả, tại vì hở mình sanh ra nó, mình sinh ra là nó đi đôi với cái tham mà. Vì để ý một đứa con nít đó, sanh ra cái là nó tham sân si liền à. Vì thấy nó bú nó uống sữa coi, nó giành nó giật nó uống vậy đó, mà không được như ý là nó nổi giận vậy đó. Nên nó si từ lúc nhỏ rồi, thì lớn lên từ từ cái nó tham ái, nó thương cái thân này lắm ha. Rồi lớn lên chút nữa nó thương, nó quý những cái gì thuộc về của nó, ví dụ như cha mẹ nó cho nó quần áo đẹp, đồ chơi, giày dép đẹp, cái nó tham ái, nó dính, nó cho đây là của tôi ha, ai mà lấy của nó là nó giận liền. Rồi lớn chút nữa
Nó có bạn rồi nó có thầy cô rồi nó thương quê hương nó đó, cái thương đó là cái ái đó, lớn chút nữa rồi yêu tổ quốc ha, yêu cái thế giới này đó. Ai mà làm cho cái đất nước hư hoại ô nhiễm là nó nổi giận liền. Thì khi mà mà có gia đình thì cũng vậy, ái ái với chồng với con, ái với cái gia đình của mình là dính mắc đau khổ. Cho nên lời Phật dạy á, là chân lý, là sự thật. Khi mà mình thấy cái khổ đó, cái khổ đó là một cái điều mà mình phải phải hiểu ra, mình phải giác ngộ, mình phải thấy ra. Thì khi mà mình thấy ra như vậy đó thì mình mới đoạn được cái tham ái quý vị. Giờ xin kể thêm một câu chuyện nha. Cái bà mẹ đó bà có đứa con gái, bà thương nó lắm. Chồng thì xa rồi, xa chồng, một mình bà nuôi đứa con gái, bà thương nó lắm. Mà đứa con gái này thông minh lắm, nó học giỏi lắm, hồi nhỏ nó thương mẹ, nó nghe lời mẹ lắm. Mẹ đi làm ngày đêm luôn á, sáng làm tới tối mới về, 10 giờ 11 giờ tối mới về, rồi mệt rồi nấu ăn chút đỉnh rồi để đó ngày mai gói đồ ăn đi làm tiếp. Thì đứa con gái nó thương mẹ lắm, nó học giỏi lắm. Lúc lên tới lớp 10, 11 á là bắt đầu nó có bồ, nó có bạn trai. Thì theo thời buổi bây giờ đó là chuyện có bạn trai bạn gái thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng bà mẹ thì cấm, bà mẹ nó không có được, con chỉ có một chuyện là lo học thôi, học cho xong trung học, học xong bài học có tính chuyện có bạn trai bạn gái. Mà con nhỏ này thì nó không có chịu. Ở đây con học trường cô thầy cô con dạy là bạn là cái chuyện bình thường, bạn trai bồ bịch là chuyện bình thường, mà sao mẹ nói ngược lại như vậy nha. Bà mẹ nó không có được, bà mẹ theo cái ý của bà là con không có được có bồ. Nhưng con nhỏ này nó nghĩ ra là mẹ nó làm mà, nó đâu có sợ nha, nó cứ đi học ra rồi đi chơi với bồ nữa. Bà đi làm khuya về bà không có biết, thì phát hiện ra được là nó có bồ. Trời ơi, bà giận nó ha, bà trách nó đủ điều hết đó, bà đau khổ vô cùng, mà đứa con cũng đau khổ nữa. Nhưng mà tại vì giận nó cũng giận lại, nó thấy bà mẹ thì vô lý, mà bà mẹ thì nói con hư nó không nghe, bà cấm nó hết. Thì nó cắn răng, quý vị, nó cắn răng cho tới học xong 12 ra khỏi, đúng đúng 18 tuổi xong trung học là nó đi với bồ, nó vô đại học liền, bỏ nhà đi liền. Mà không hiểu khi mà nó đi như vậy á là mẹ nó từ nó, mà hai mẹ con thương nhau mà phải xa nhau rất là đau khổ, nó giận nhau. Nó đi xa mà nó thương mẹ, nó nhớ mẹ, nó ghê lắm. Nhưng mà mỗi lần gọi điện thoại là bà chửi à, gọi điện thoại là bà mắng à, bà từ bỏ mà rất là đau. Bà mẹ nói như vậy chứ bà mẹ rất là đau, vì thấy đau khổ ha. Rồi nó học xong đại học, nó học rất là giỏi, nhưng mà nó rất là buồn là bởi vì mẹ nó không có nhận nó, mà bà mẹ cũng rất là buồn là bởi vì con mình nói không nghe, quý vị thấy không, đau khổ ha. Thì bà mẹ này đau khổ quá cho nên bà đi chùa quý vị. Bà đi chùa, bà vô bà học kinh. Bà học kinh, bà ngồi thiền, thì nhờ thiền đó thì bà mới thấy ra cái sự thật đó là khổ. Nghĩ tới con gái là giận, nghĩ tới nó là ghét ha. Thì cái khổ đó cho bà giác ngộ, bà thấy ra là mình khổ đó là do vì tham ái, mình chấp thủ, mình dính mắc cho nên mình đau khổ.
nên bác học ra một cái bài học, đó là tham ái là nguyên nhân của sự đau khổ. Thì khi mà bà hiểu ra được cái chỗ đó, cái bà buông ha, bà buông rồi bà hiểu, bà thông cảm, thương đứa con gái này. Thương đó. Thì một hôm nó gọi điện thoại nó thăm thì rất là mừng ha, rất là may mắn là đứa con, khi mà bà nói chuyện á thì nó mới hiểu, nó tha thứ, nó bỏ qua. Thì từ đó mẹ con mới hòa lại, quý vị. Thì mất một thời gian dài, 5 năm đại học, tức là 2 năm ở trung học, 7 năm, hai mẹ con đau khổ vô cùng tận. Mà cũng cái may, may là giác ngộ ra, giác ngộ ra cái sự khổ. Rồi từ đó nó chuyển cái tâm mình, nó chuyển thành cái hiểu biết, nó chuyển thành cái từ bi, hiểu tự đời thương nhau trở lại. Rồi cũng may là hai mẹ con hỷ xả cho nhau, rồi 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 trở lại thân thương với nhau. Chứ không là có nhiều người á, có nhiều người mất con luôn quý vị, nó đi mất luôn là đau khổ cả đời luôn. Cho nên quý vị thấy cái chuyện tu tập á, là nó đều mình hiểu ra, mình giác ngộ, thì đó là cái phước của mình ha. Cho nên khi mình tu á là mình phải thấy ra cái chân lý, thấy ra sự thật, cái gì mà khổ mình phải quán tới quán lui để mình tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao. Nên là tôi giận, tôi khổ là do cái tham ái. Cho nên nhiều khi mình phải thấy cái khổ đó là một cái sự màu nhiệm, chứ không phải là một cái chuyện để mà mình tránh né. Tại vì nó là một bài học giúp cho người ta giác ngộ. Bị nghiện á, những người mà ăn chơi trác táng, du côn du đảng chẳng hạn, hoặc là những người con gái giang hồ á, khi khi mà họ giác ngộ cái họ buông bỏ được rồi vậy. Giống như là bỏ đau thành Phật á. Ở đây người ta nói như vậy thôi chứ không phải vậy. Tức là bỏ đau á thì thành thiện, thành người thiện. Nên là người thì bắt đầu. Cho nên vì thấy không, có nhiều người á, khi mà họ giác ngộ một cái là tức là những người mà tội lỗi nhiều á, khi mà giác ngộ một cái họ tu tinh tấn lắm. Cho nên mình tu á, là mình phải giác ngộ ha, thấy ra cái sự thật. Trong kinh có cái câu chuyện đó là cái bà gì hoa 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 gì đó, tên cái tiếng Bali dịch ra là một loài hoa 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 ưu đàm vậy, đại khái vậy ha. Vì biết cổ là một người con gái gái giang hồ mà dân sang đẹp, giàu lắm, giàu lắm, mà không 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 có được cái tình tình yêu chân thật. Tức là những người giàu có, những người thương gia, hoặc là những chính trị gia đến với bả là chẳng qua vì sắc đẹp thôi, vui qua đường vậy thôi, trả tiền vậy thôi, không có tình yêu chân thật. Thì một hôm bà thấy ngài Xá Lợi Phất đi trì bình phát thực á, thì tại vì trong lòng bà có những cái nỗi khổ, cái giận ghét người đàn ông lắm, tại người đàn ông coi bà như là món đồ chơi đi qua đường thì thôi à. Thì một hôm bà gặp ngài Xá Lợi Phất thì bà ghẹo ha, bà ghẹo. Đại khái là bà nói xấu với người đàn ông, không có gì tốt đẹp hết ha, tu hành gì chỉ chẳng qua là đồ giả dối ha. Bà dụ, thì sau đó bà thấy
Ngài Xá Lợi Phất là một người tướng hảo quang minh, đẹp, khỏe, sáng, một con người rất là thanh tịnh, tươi sáng. Cái bà đổi ý, giống như là bà dụ ổng á, bà cua ổng á, thì lúc này ngài nói không có được. Ta ta là tức là người tu hành ha, đã giác ngộ chân lý, không có còn ái dục nữa, không không có còn ái dục nữa, không có còn cái chuyện đó nữa. Thì lúc đó đó, qua cái lời nói, cái oai nghi của ngài đó làm cho bà giác ngộ. Tức là ý ngài nói đó là người nữ đối với ta không có thành vấn đề nữa ha, không có cái chuyện đó, không có cần thiết nữa, quan trọng nữa. Thì bà hiểu ra, khi mà bà hiểu ra rồi đó là bà theo ngài, bà bái ngài làm sư phụ, bà tu. Mà quý vị biết một người mà như vậy đó, khi mình ta tu là người ta tu tinh tấn lắm. Thì trở lại câu chuyện đó, là khi mà mình tu, mình quán quán thân tâm của mình, năm điều quán tưởng, là mình phải lấy cái thân này là khổ, sanh lão bệnh tử, khi tử bỏ lại hết tất cả, duy hữu nghiệp tùy thân ha, duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có nghiệp nó theo ta thôi. Thì tới đây là mình biết mình phải làm cái gì ha, phải làm cái gì, tức là mình phải phải tu để mình thấy ra cái chân lý là khổ, nguyên nhân khổ và hết khổ ha. Mô Phật, bây giờ là 9 giờ rồi. Thì thưa quý vị, theo sự yêu cầu của của Nguyên Như đó, với lại mấy người, họ nói là lớp học sẽ mở bớt nửa giờ, tức là 9 giờ, 9 giờ mới bắt đầu. Thì một lát nữa đó, cổ có thông báo gì thì đó là chuyện của Nguyên Như ha, 9 giờ tới 9, tới 10 giờ rưỡi. Nhưng mà sư thì sư vẫn mở cái lớp 8 giờ rưỡi ha, sư tới sư đọc đọc kinh ha. Thì kính mời quý vị cứ bình thường ha. Rồi bây giờ thỉnh thì kheo không tụng thời kinh hay là nói vài điều về Phật pháp ạ. Giờ thưa thì kheo có khỏe không? Rồi cảm ơn sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ sư phụ Thanh Tâm và kính chào toàn thể chư vị chắc cơ kính mến. Và bây giờ con xin đọc cái bài Chuyển Pháp Luân tiếng Pali, rồi sau đó con sẽ giới thiệu một ít giáo pháp. Namo-tassa-phagavato-arahato-sammā-sambuddhassa. Khi mà Nguyên Thông đọc bài kinh Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Pali này, quý vị nào có kinh thì mở ra cái chân Chuyển Pháp Luân, lỗ tai nghe sư đọc mà mắt theo dõi những cái trường âm đoạn âm trong kinh. Evang me su tăng e căng sa ma yang pha ga wa ba ra na si yang vi ha ra ti i si pa ta ne mi ka da ye ta tra ho pha ga wa pang cha va gi ye phi khu a mang te si đuôi me phi ca ve ang ta
Phi ca ve u po an te anupagam mama chi ma patipadam tatha gate na phiên sam bua tha cha khu karani nha na karani upasama ya phiên nha ya sam bu tha ya niết bàn ya sam va ta ki ta ta ma cha se phi ca ve ma chi ma patipada tatha gate Na phiên sam bua tha cha khu karani nha na karani upasamam ya phiên nha ya sam bu tha ya niết bàn ya sam va ta ti ayame va ariyo athang di ko mak go se ya thi đăng sam ma diệt thi sam ma sang ca po sam ma va cha sam ma cam mang tu sam ma a chi po sam ma va ya mo sam ma sa thi sam ma sa ma thi a dạng khô sa phi ca ve ma chi ma pa thi pa đa ta tha ga te na phiên sam bua tha cha khu karani nha na karani upasamam ya phiên nha ya sam mo tha Niết bàn và sam ba ta kỳ đằng khô pana phiệt đã về đủ khăn a di gia sát chăng cha pi đủ kha cha ra pi đủ kha ma ra năm pi đủ khăn so ca pa di đề và đủ kha đủ ma na su pa ya sa pi đủ kha ap pi ye hi sam pa yo go đủ khô pi ye hi pi pa yo go đủ khô dặn pi chăng na la pa thi tâm bị đủ khăn sang thi tê na phăng chụp ba đa na khăn tha đủ khai đằng khô pa na phi ca về đục khà sa mô đa vô a di gia sát chăng giả văn tan ha bộ nắp pha vi ca năng di ra gà ha sa gà ta ta tra phi năng di ni say giả thị đăng khâm ma tăng ha pha pha tăng ha bi pha pha tăng hai đăng khô pa na phi ca về đục khai di rô thô đăng khô pa na phi ca về đục khai di rô tha gà bi ni pa thiết pa đam a di gia sát chăng a gia mê và a di vô a thăng ghi cô mạc ngô Sê thị đăng sam ma điệt thi sam ma sang ca bô sam ma va cha sam ma cam mang tu sam ma a chi bô sam ma va dạ mô sam ma sa thi sam ma sa ma y đăng đuộc khăn a sát chăng chi mê phi ca vê búp bê a ra nu su tê su thâm mê su chạc khum u đô pa ni nhà năng u đô pa ni bản nha u đô pa ni bi ca udapa ni alo ko udapa ni tăng ko ba ni đăng đủ khăn a di gia sát chăng pa ri nhảy văn từ mê phi ca vê búp bê a ra nu su tê su thâm mê sơ chạc khum udapa ni nhà năng udapa ni bản nha udapa ni bi ca udapa ni alo ko udapa ni tăng ko ba ni đăng đủ khăn a di gia sát chăng pa ri nhà tăng từ mê phá vê búp bê a ra nụ su tê su thẩm mê sơ chạc khum u đô pa ni nhà năng u đô pa ni bản nha u đô pa ni vị cha u đô pa na lô cô đô pa y đàn đục khà sa mê đô vô a ri gia sạc chăng từ mê phê ca vê búp bê a ra nụ su tê su thẩm mê sơ chạc khum u đô pa ni nhà năng u đô pa ni bản nha u đô pa ni vị cha u đô pa ni a lô cô đô pa ni tăng cô pa ni đăng đục khà sa mô đa vô a di gia sát chăng pa ha ta băng ti mê phê ca vê búp bê a ra nụ su tê su thâm mê su chạc khum u đô pa ni nhà năng u đô pa ni bản nha u đô pa ni vị cha u đô pa ni a lô cô đô pa ni tăng cô pa ni đăng đục khà sa mô đa vô a di gia sát chăng pa hi năng ti mê phê ca vê búp bê a ra nụ su tê su thâm mê su chạc khum u đô pa ni nhà năng Udapa ni panya, udapa ni vicha, udapa ni aloko, udapa i đăng đục khả ni rô thô, a di gia sát chăng chư mê phi ca vê búp bê, a ra nụ su tê su thẩm mê su chạc khum, udapa ni nhà năng, udapa ni panya, udapa ni vicha, udapa ni aloko.
Udabade tang ko bani dang dung kani ro tho adiya sak chang sak kita tap bang ti me phi ka ve bê aranu su te su tham me sa chak kum Udapani nhà năng, Udapani panya, Udapani vicha, Udapani aloko, Udapani tangko, pani dang dung kani roto, adiya sak chang sak kita tang ti me phi ka ve bê aranu su te su tham me sa chak kum Udapani nhà năng, Udapani panya, Udapani vicha, Udapani aloko, Udapani dang dung kani rota ga bini patik badam, adiya sak chang ti me phi ka ve bê Adanu su te su tham me su cha khum udapa ni nha năng udapa ni pan nha udapa ni vi cha udapa ni alo ko udapa ni tang ko pani dang duk kani rotaga mini patipada ariya sak chang pha be ta bang ti me phi ka ve bup be adanu su te su tham me su khum udapa ni nha năng Udapani panya, Udapani vicha, Udapani aloko, Udapani tangko, panidang duk, kaniro taga, mini, patipadam, adija sak chang pha, bitang time, pikape, bupbe, aranu se su thamme, su chakum, Udapani nyanang, Udapani panya, Udapani vicha, Udapani aloko, Udapani java, kivang, chame, pikape, ime, su chatu, Su Ariya Sak Che Su Evang Chi Parivat Tang Doa Da Sa Ka Rang Ya Tha Phu Tang Nha Na Da Sa Năng Na Su 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 Na Su Bi Su Thang A Ho Si Nay Va Ta Va Hang Phi Ka Ve Sa De Va Ke Lo Ke Sa Ma Ra Ke Sa Pram Me Ke Sa Se Ma Na Pram Ma Ni Ya Pa Cha Ya Sa De Va Ma Nu Sa Ya Nu Ta Rang Tham Sam Ma Sam Bo Thin Na Phi Sam Bu Tho Pak Cha Nha Sin Ya Tho Cha Kho Me Phi Ka Ve I Me Su Cha Tu Su A Di Ya Sak Che Su E Vang Chi Pa Ri Va Tăng Đoa Đa Sa Ka Răng Ya Tha Phu Tăng Nha Na Đa Sa Năng Su Vi Si Su Thăng A Ho Si A Tha Hăng Phi Ka Ve Sa De Va Ke Lo Ke Sa Mam Tha Ke Sa Mam Ra Ke Sa Sa Ma Na Pram Ma Ni Ya Pa Cha Ya Sa De Va Ma Nu Sa Ya nu ta răng sam ma sam bo thin a phi sam bu tho pak ya xin ya nan cha pa na me da sa năng u da pa ya ka pa me vi mu ti ya ya mang ti ma cha ti na ti ta ni pak pu na pa vo i da ma vo cha pha ga wa a ta ma na pang cha pa gi ya phi khu pha ga wa tu pha si tăng a phi năng dum i ma smin cha pa na ve ya ka ra na smin Phan na ma ne ayas ma tu cộng đan nha sa vi ra yang vi ta ma lăng vi ta ma lăng tham ma chak khum u da pa di yang kin chi sa mut ya tham mang sap bang tăng ni ro tha tham mang ti ba wa ti te cha pha ga wa tham ma chak ke phum ma de ba sap da ma nu sa ve sum e tăng pha ga wa ta ba ra ne si yang i si pa ta ne mi ka da ye anu tha rang tham ma chak kham ba wa ti tăng a pa ti va ti yang sam ma ne na ba pra pa ne na ba de be na ba ma re na ba Rapuna va ke na chi va lo kasmin chi phum ma nam de va nang sak dang su toa cha tum ma ra chi ka na de va sak da ma nu sa ve sum cha tum ma ha chi ka ang de va nang sak dang su toa ta va tim sa de va sak da ma nu sa ve sum ta va tim sa nang de va nang sak dang su toa ya ma de va sak da ma nu sa ve sum ya ma nang de va nang sak dang su toa tu si tam de va sak da ma nu sa ve sum tu si ta nang de va nang sak dang su toa nim ma na ra ti de va sak da ma nu sa ve sum Nim ma na ra ti nang de va nang sak dang su toa paranim mita va sa vat ti de va sak da ma nu sa ve sum paranim mita va sa vat ti nang de va nang sak dang su toa prap ma ka di ka de va sak da ma nu sa ve sum e tang pha ga wa ta ba ra ni se yang i si pa ta ne mi ka da ye anu ta rang tham ma cha khang ba va ti tang a pa ti pa ti yang sam ma ne na va Brahmane nava de ve nava ma re nava Brahmana va ke na chi lu kasmin ti ha te ha iti ha te na ka ne na na te na mu hu te de ya va Brahma lu ka sa do a phum ga chi a yang cha da sa sa ha si lu ka tha tu sang pa kam vi sam pa kam vi sam pa ve thi a pa ma do cha u la ro u pa so lu ke pa tu ra ho Si a ti kham me va de va nang de va nu pha vang a ta kho pha ga wa u da nang du da ne
Udane sẽ anh nhà sĩ vật tha khô cộng đàn nhô anh nhà sĩ vật tha khô cộng đàn nhô dị thị đăng a gia sma tô cộng đàn nhà sẽ anh nhà cộng đàn nhô tuệ va na mang a hô si tí. Dạ kính thưa chư vị, bài đó là bài chuyển pháp luân, là bài mà Đức Phật Thích Ca khi mà chuyển pháp luân là giảng bài đó đầu tiên cho năm anh em người ngài Kiều Trần Như, ngài Kiều Trần Như. Mà Kiều Trần Như là một cái vị Bà La Môn, một trong tám vị Bà La Môn mà Đức vua Địch Tịnh Phạn khi mà Đức Phật Thích Ca sanh ra được ba ngày đó thì mời những người về, thì tất cả tám người đó đều là dân giơ hai ngón tay nói rằng ngài sau này sẽ là hoặc là một vị Phật chánh biến tri, nếu không thì là chuyển vun luân thánh vương. Duy chỉ một ngày Kiều Trần Như lúc đó là trẻ nhất trong tám vị đó, chỉ giơ một tay mà thôi, quả quyết rằng Đức Phật sẽ là một chuyển lượng luân thánh vương. A à, Bà Đức Duật sẽ là ngài Sammasambuddho, là Đức Phật toàn giác. Từ đó và 35 năm sau mà ngài Công Đan Nha là ngài Kiều Trần Như, đó, ngài đó đã tinh tấn tu hành mà với một bậc vị mà chánh biến tri mà giảng bài kinh này, mà với cái lực của ngài Kiều Trần Như như vậy đó mà chỉ đắc được Tu Đà Hoàng mà thôi. Cái điều này kính thưa chư vị, chúng ta phải thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là các Phật pháp, là không phải dễ nói, dễ nghe, dễ tin, dễ hiểu, dễ chứng, dễ chắc. Vì vậy cho nên là chúng ta không lấy làm giả, lấy làm lạ gì, mà đối với chúng ta giờ đây là thấy rất là thiên nan vạn nan. Còn những người mà hồi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đó, là dường như một vị chánh biến thi xuất hiện ra đời, thì thường thường có những người xung quanh là hộ trì, thí dụ như hai ngài Thượng Thủ Thinh Văn, và có những người như ông Cấp Bô Cô Độc, bà Visakha, và có những người khác nữa. Thì ở trong giáo lý nói rằng mỗi vị chánh biến thi xuất hiện trên đời thì đều có theo những người mà có duyên với ngài để mà ngài giảng dạy và hướng dẫn và chứng đắc. Cho nên nhiều khi mà ngài chỉ giảng một cái bài kinh mà không biết bao nhiêu ngàn người đã chứng đắc, kể cả từ nhân loại và cả chư thiên. Vì vậy cho nên đối với Phật pháp thì chúng ta phải trân quý như là bảo bối, như là mạng sống của chúng ta, và chúng ta phải thường xuyên tinh tấn tu hành. Trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba phần, là một phần là pháp học, là quý vị vào room nghe pháp, quý vị thỉnh kinh về với đọc thì đọc và nghe hiểu, thì cái đó là pháp học. Và cái pháp thành á, là chỉ có hai bản, một bản gọi là Samatha, tức là thiền chỉ, là tập trung tư tưởng vào một đối tượng. Mà theo Đức Phật thì cái vấn đề Đức Phật phải giảng nhiều nhất là cái hơi thở ra thở vô. Khi thở vô biết mình thở vô, khi thở ra vô dài biết thở vô dài, khi thở ra dài biết thở ra dài, khi thở vô ngắn biết thở vô ngắn, khi thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, an tĩnh toàn thân tôi sẽ thở vô, an tĩnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vân 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 vân. Và nếu mà liên tục tinh tấn tu hành như vậy ấy, thì cái sự cái chứng đắc nó sẽ đến, mà chứng đắc đó là những tầng thiền trong sắc giới, là sơ thiền, nhị thiền, tam quần thiền, tứ thiền, rồi nước cao hơn nữa là đi lên những tầng thiền vô sắc giới, là không vô bân xứ, thức vô bân xứ, vô sự vô xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Và nếu có một ngày đẹp trời nào đó mà tu hành qua bên thiền quán thì Vipassana, để quán bốn lĩnh vực trong cái thân thể chúng ta là thân thọ tâm pháp. Để làm gì? Để thấy rằng tất cả những cái điều là vô thường, là bất tịnh, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, và không phải là ta. Và với sự tinh tấn tu hành thì những đó có thể cơ may là chứng đắc được đạo quả, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Kính thưa sư phụ và kính thưa toàn thể chư vị, đó là cái bài kinh mà liên hệ đến cái sự tu chứng của chư đệ tử của Phật. Và con thấy có sư phụ quy niệm vào rung rồi, thế bây giờ con xin trao mai là cho sư phụ Thanh Tâm hay là Như Quỳnh hay là Nguyên Như để thỉnh mời giảng sư. Okay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin trao mai cho Nguyên Như. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sanh Tha Dạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ sư Huy Niệm. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời toàn thể đạo tràng cùng với Như Như tỉnh pháp sư là. Nam mô ta ta pha ya wa to a ra to tam ma tam bu tha sa. Nam mô ta ta pha ya wa to a ra to tam ma tam bu tha sa. Nam mô ta ta pha ya wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaryo Katipatisaham Patika Pancali Antivarang Ayajatha Santi Thasam Sambhavrachankha Jatika Deise Tuthammang Anukam Bimang Bhajan San Tham Ma Se Rinh Vinya Dhan Cha Ka Dhan Sua Tan Cha Banh Thang Hati Tham Bhajam Mang A Ko Ta Dhan To Cha Tu San Cha Dhan Dhan Bap Bo Tha Nei Ye Barisa Yamat Che Tạm thiên vấn nhậm người khẩn quan, vấn nhậm lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày trời trơn san. Khuyên phan độ ca thành đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị phủ dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo phan 45 hạ vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ơn cổ cầm, đáng mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nội đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sanh Tha Dạ. Dạ hôm nay Nguyên Như xin có hai việc rất là quan trọng. Nguyên Như xin thay mặt sư Thanh Tâm để thông báo cho học là hôm nay đã là ngày thứ sáu, thì bắt đầu thứ hai tuần sau, có nghĩa là thứ ba, thì Dương sẽ trở về cái giờ đầu tiên của khi lớp Nguyên Như Trì Vi học, sẽ là 9 giờ tối của giờ Hoa Tịnh Đốn, và sẽ là như vậy là cũng là 9 giờ sáng của giờ bên Việt Nam nha quý vị. Tự vì vài bữa thì sư Nguyên Thông cũng sẽ đi học xa, và sẽ cũng không có ai để phụ cho sư Thanh Tâm, và để mà mình cứ thời giờ ngắn thì mình sẽ học mà nó chắc hơn, đúng không quý vị? Học ít mà hiểu nhiều, thì mình cũng xin quý vị nếu mà có ai rảnh thì có là rảnh sớm mà không bận đi làm thì có thể vô lớp để đọc kinh, và phụ với Nguyên Như Nguyên Trang đọc kinh Tam Bảo, và có thể là quý vị cũng xin giới luôn, rồi đến cái lúc mà Nguyên Như ra làm ra thì có thể là thỉnh pháp sư cùng với Nguyên Trang để phụ cho quý vị nếu mà ai nếu có giờ vô sớm thì của Nguyên Như ha. Tất cả mọi người đều rất là giỏi tiếng Bali rồi, không có sao hết. Nếu mà vị nào muốn tập lên tập đọc một hai bài đầu, nếu mà mình đã thuộc rồi đó, mấy bài sau không thuộc thì đọc tiếng Việt cũng được, không sao.
mà nếu đọc chậm cũng không sao hết, mình phải có tập hết thì mình mới đọc được ha. Xin quý vị tha thứ ha. Còn cái việc thứ nhì á, là Nguyên Như hồi chiều cũng có thỉnh ý của sư Thanh Tâm là trong thời gian mà chư tăng cùng rất là bận để tài vị lễ dân y các thứ há trong cái mùa dân y này đó, thì sư Quy Niệm sẽ vẫn vào lớp nếu mà sư rảnh để mà sinh hoạt tùy duyên với chúng ta, tùy đề tài mà sư Quy Niệm sẽ nói cho tới khi hết mùa dân y. Dạ, Nguyên Như cũng thay mặt sư Thanh Tâm để có một một câu hỏi nhỏ cho lớp học để mà mình sẽ suy nghĩ, để mà mình thưa với sư Quy Niệm là cái kỳ rồi á, sư đã giảng rất là hay cái phần 24 như thể cho chúng ta. Thầy ra cái đề tài mới thì nếu mà mình học vào trong cái kinh bộ đó thì bước khá thăm má, và khi sư phát thanh cũng dạy rồi, thành ra nó sẽ nặng nề chương trình. Thành ra như có thỉnh sư Thanh Tâm, thỉnh ý sư Thanh Tâm là nếu mà để thay đổi cho nó có không khí một chút á, thì có thể là mình học 12 nhân duyên hoặc là 37 tận sự đạo. Thì một chút nếu mà quý vị nào muốn học phần nào thì mình cứ trưng cầu dân ý. Thì sư Tâm nó mấy cái đó thì nó cũng dễ và nó thôi rất là thực tiễn cho những người Phật tử của chúng ta mà được Pháp Sư Quy Niệm mà chỉ cho chúng ta cái đó thì rất là hay. Thành ra bây giờ quý vị tùy đề tài, nếu mà cái nào thích đó, thì một chút xíu sư Quy Niệm giả xong rồi thì sẽ hội ý, rồi thì tịnh mình chúng mình sẽ thỉnh sư Quy Niệm và giảng những cái bài mà lớp mình thích học. Dạ bây giờ con xin hết, dạ con xin dâng mic lại cho sư Quy Niệm. Con mời sư Đăng Đàn để thuyết pháp cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Con xin kính thỉnh bằng tay của sư Quy Niệm ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho sư. Dạ thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Xin thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Trước hết quý vị có thể hoan hỷ cho sự biết ở bên đó quý vị có nghe rõ hay không? Rồi, cảm ơn quý vị. Bây giờ như thế này, thật ra trong thời gian này thì các vị pháp sư thuyết giảng ở trên lớp học online rất là bận, bởi vì phần là 99% các vị đều giảng sư trên lớp học online đều là các vị có cái trách nhiệm là quản lý một nơi bốn tượng nào đó, chỉ có một mình sư là khỏe nhất thôi, hình như là vậy, hình như sư quan sát và sư thấy có mình sư. Cho nên nếu như trong những cái thời gian còn lại của những ngày lễ dân y, bữa nào sư rảnh thì sư sẽ cũng vào sinh hoạt với quý vị. Tuy nhiên cái thời gian còn lại của tháng dân y nó cũng không có còn nhiều đâu. Hôm nay là mùng 3 âm lịch, còn khoảng 10 ngày, 10, 11 ngày. Thì trong những ngày tới thì có thể sư bận khoảng 4 ngày. Theo như sư được biết đó là chư tăng ở chùa có dự tính đi 3 nơi và một cái ngày cuối của chùa Đức là 4. Còn ngày mai là sư phải về trên Phú Túc để mà giúp cho thầy của sư làm cuộc lễ dân y khả thi ná trên đó rồi. Còn thời gian còn lại sau khi một tháng dân y chấm dứt đó, thì tùy theo quý vị xem xét, nếu như chúng ta có một cái đề tài mình làm việc theo một cái thời gian lâu dài thì mình nên có một cái phương hướng, chứ còn nếu như mà mình thuyết pháp theo những đề tài lọc thì như vậy cũng được chứ không phải là không, nhưng mà nó sẽ không có, nó không có cái lịch trình đó. Và nếu như mình có phương hướng một cái vấn đề nào đó thì nó sẽ dễ hơn. Rồi đó là chuyện duy nhất. Rồi như vậy thì tùy theo cái việc trong lớp học. Rồi bây giờ mình sẽ sinh hoạt ngày hôm nay
Ngày hôm qua, thưa quý vị, sư có giảng một cái bài pháp ở trong lớp học Bodh Dhamma, nói về một cái cuộc vấn đáp của ngài cũng mà ráp các sao bát này trả lời về nghiệp. Điều đó làm cho sư nhớ lại có một cái phần chi pháp rất là hay mà thường mình ít có khi nào mình để ý, bởi vì nhưng mà mình chỉ có hiểu một cách ngắn gọn là thiện nghiệp cho quả vui, bất thiện cho quả khổ, y theo như lời Đức Phật ngài đã từng tuyên bố, thì cái này nó chưa có được đầy đủ cho lắm, nó quá ít. Đôi khi nó có những trường hợp mà chúng ta không có hiểu biết rộng rãi á, những cái phần khác nó liên quan đến nghiệp, chúng ta có thể bị hiểu lầm, và dường như có vẻ hình như là nó không có khớp lắm đối với cái quy luật nhân quả nghiệp báo. Điều này nó cũng làm cho cái lòng tin của mình không khéo nó có sự nghi ngờ. Cho nên vì thế mà hôm nay sư sẽ trình bày cho quý vị về 4 cái điều này. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu, quý vị cũng sẽ chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc tướng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, mô phạm của chúng sanh và thức liền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, đối với một người, đối với một chúng sanh á, mà nếu như có tâm ý, đừng nói chi những người Phật tử tu tập, mà điều này áp dụng chung cho tất cả mọi người, kể cả những người Phật tử chưa có lòng tin hoặc là chưa có biết gì đến về Phật pháp. Nhưng nếu như ai đó mà có ý muốn được tiến hóa, được an lạc và được thành tựu và những điều tốt đẹp theo những cái sở nguyện của mình, thì người đó phải biết cách, phải biết cách. Một trong số những cái nguyên nhân mà để biết cách đó, đầu tiên cái nền tảng rất là cơ bản cho một người mà muốn bước đi ở trên cái dòng sanh tử luân hồi này, đó chính là hiểu biết về nghiệp báo. Đó là cái nền tảng rất là cơ bản. Kể cả những vị Bồ Tát, thưa quý vị, hoặc là tất cả những chúng sanh khác trong thời kỳ mà không có Phật giáo xuất hiện ở trên thế gian này, thì những con người đó tuy người ta không có một cái nền tảng giáo lý một cách rạch ròi và đầy đủ hoàn hảo từ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, từ thấp cho đến cao, y như là chúng ta phủ phước ngay thời bây giờ, nhưng mà những cái đạo lý mà họ hiểu ra được, có thể tự hiểu ra được hoặc là học từ nơi những vị thầy của họ, trên đó đều là những pháp có liên quan đến nhân quả nghiệp báo, có liên quan đến những điều tốt đẹp ở trong cuộc đời, những điều thiện và ngăn ngừa những điều bất thiện. Chẳng hạn như đạo Khổng Tử, hoặc là một số những cái bậc hiền trí ở thời xưa, thưa quý vị, người ta cũng có những cái lối sống cho bản thân mình và dạy cho những người đệ tử của mình những cái điều tốt đẹp, tuy nó không có được đầy đủ y như chúng ta học bây giờ. Tất cả những cái thiện pháp đã được Đức Phật ngài dạy hết, từ những thiện pháp dục giới dẫn đến sắc giới, vô sắc giới, và kể cả những pháp có thể xuất thế gian, chúng ta có quá điểm một cái hành trình rất là chi tiết. Nhưng mà những người đó, người ta vẫn có được một vài những sự hiểu biết của họ
những điều đó không nằm ngoài cái quy luật của thiện và bất thiện. Hình như họ vẫn hiểu ra được điều đó. Cho nên chính vì vậy Bạch Sư mới nói rằng nếu như mà một chúng sanh ở trong cuộc đời này mà có tâm ý muốn bước đi ở trong dòng sanh tử luân hồi, được tìm kiếm được cái sự an lạc cho bản thân mình đó, thì cái nền tảng cơ bản nhất phải là lòng tin và sự hiểu biết đối với nhân quả. Điều này rất là quan trọng, rất quan trọng. Rồi ở trong phần nghiệp báo, thưa quý vị, nó có phân ra nhiều cái khía cạnh, thì trong đó có một cái pháp được gọi là Sambada và Vipati. Sambada tức là sự thành tựu, Vipati có nghĩa là cái sự ngăn ngại, cái sự khuyết điểm, cái sự khiếm khuyết dẫn đến sự không thành tựu. Thì điều này muốn ám chỉ đến điều gì? Đó chính là có một số những cái trường hợp đó, thưa quý vị, mà khi nó rơi vào trong những trường hợp này, nó làm cho một cái thiện nghiệp hoặc là một bất thiện nghiệp nó thuận lợi, nó trổ ra cái quả của nó. Cái đó được gọi là Sambada. Còn trường hợp mà Vipati là ngược lại đối với pháp ở trên, đó là có một số những cái trường hợp, có 4 trường hợp, nếu mà rớt vào trong những cái trường hợp này, nó sẽ làm cho cái sự cho quả của thiện nghiệp bị ngăn ngại, không có dễ dàng cho quả. Đó. Và đối với bất thiện cũng vậy, đối với cái bất thiện pháp cũng vậy. 4 điều đó là gì? 4 điều đó là gì? Thứ nhất là hồi nãy sư nói lộn Sambatti và Vipatti, không phải là Sambada. Sambatti và Vipatti, Sambatti và Vipatti. Sambatti tức là thuận lợi nha, Vipatti có nghĩa là không có thuận lợi. Thuận lợi ở đây mình phải hiểu theo hai phương diện. Thuận lợi đối với thiện pháp cho quả một cách dễ dàng, và đối với trường hợp của bất thiện pháp, thuận lợi để bất thiện pháp trổ quả một cách dễ dàng. Vipatti thì cũng vậy, mình cũng hiểu theo hai khía cạnh là cả thiện và bất thiện. Thì ở đây thưa quý vị có 4 chi phần. Thứ nhất là Gati. Cái này rất là hay, hồi xưa sư học đến cái phần này sư rất là tâm đắc. Gati tức là sanh thú. Pháp thứ hai đó chính là Upatthi. Upatthi tức là sanh y. Cái chữ sanh y này nó cũng hơi khó hiểu bởi vì nó là cái từ chuyên môn, lát nữa sư sẽ giải thích. Pháp thứ hai để mà thuận lợi cho tạo nên cái sự thuận lợi hoặc là nghịch pháp cho bất thiện hoặc là thiện là Upatthi Sanni. Pháp thứ ba còn Kala.
Kala tức là thời điểm. Thời điểm hay là thời gian, thời kỳ. Mình ở đây trường hợp này mình dịch là thời kỳ thì đúng hơn. Cái thứ tư cũng là cái mà chúng ta thường hay hay bị. Đó là phát yoga. Pháp thứ tư là phá yoga. Phá yoga tức là sở hành. Rồi. Thì đây là bốn cái chi phần. Nằm trong hai trường hợp là sampatti, nó có thể tạo cái sự thuận lợi hoặc là vipatti bất thuận lợi. Đối với hai trường hợp, thiện nghiệp cho quả dễ dàng, bất thiện nghiệp cho quả dễ dàng, hoặc là nó có thể tạo cái sự cản trở cho cả thiện nghiệp dễ dàng và bất thiện nghiệp dễ dàng. Chi pháp tổng quát của nó là như vậy. Và như thế nào là gati? Ở đây chúng ta chỉ cần giải thích một hướng thôi. Mình hiểu một pháp gát tí trong hai trường hợp thuận lợi và bất thuận lợi. Nếu mà thuận lợi cho thiện nghiệp thì đồng nghĩa với ngược lại là nó sẽ gây trở ngại cho bất thiện nghiệp. Cho nên chỉ cần mình chỉ cần điểm một chi pháp thôi là nó mình hiểu ra được. Gati vipatti và gati sampatti. Như thế nào là khuyết điểm của sanh thú nè? Khuyết điểm của sanh thú tức là muốn nói đến trường hợp cái cảnh giới tái sanh. Nó đóng vai trò quyết định rất là nhiều cho việc cho quả ở trong lãnh vực theo năng lực cảnh giới đó. Chẳng hạn ví dụ như xin nói như thế này, chúng ta đang ở cõi nhân loại thì chúng ta sẽ có những buồn vui của thiện và ác cho quả theo cái lãnh vực cảnh giới của chúng sanh cõi nhân loại. Và chúng ta không có phải chịu những cái rắc rối, những cái vấn đề khổ đau ở những cõi như là đọa xứ, địa ngục. Cho dù mình chịu khổ cỡ nào ở cõi nhân loại thì thưa quý vị, nó cũng không bằng là cái gì so với cõi địa ngục. Cho nên cái trường hợp cảnh giới nó quyết định, nó quyết định, nó tạo nên cái sự thuận lợi cho thiện và ác, cho quả trong cái phạm vi năng lực cảnh giới đó. Và mình ở cõi nhân loại, thưa quý vị, mình có muốn hưởng phước của chư thiên ở cõi sắc giới, vô sắc giới, hoặc là chư thiên ở cõi trời dục giới thì cũng không có được. Bởi vì cái năng lực phạm vi cho quả của chúng sanh ở cõi người đó, nó chỉ trong phạm vi đó thôi. Thì cái này được gọi là gati. Hơn nữa, ngược lại, chẳng hạn như những chúng sanh ở cõi chư thiên thì vốn họ sẽ không chịu những cái đau khổ mà như ở cõi nhân loại họ phải chịu. Chẳng hạn như sự già nua, sự phải đại tiện, tiểu tiện rất là khổ cực, mệt. Chăm sóc cái thân này phải đắp vào bằng những cái hương liệu và vệ sinh. Đối với chư thiên thì họ không có bị những cái điều này xảy ra. Và những cái đau khổ của họ nó không có như là ở cõi nhân loại. Đúng không? Bởi vì cái năng lực cảnh giới đó nó thuận lợi cho thiện nghiệp, cho quả. Trường hợp đó được gọi là gati. Điều này chúng ta học được cái gì từ đây? Thưa quý vị, cái sự nhập khẩu vào một cái nơi nào đó
ở mỗi lần tái sanh của mình, điều đó nó rất là quan trọng. Nó quyết định cho cả, có thể nói rằng nó phần lớn nó quyết định cho cả cái sự vui buồn của mình ở trong cái kiếp sống đó. Nếu như mà mình lỡ mà không may á, bị tái sanh rồi, thì tất cả những cái buồn mà mình phải chịu đối với những ác nghiệp, nó thuận lợi, nó cho quả rất là nhiều. Đại sứ đó, thưa quý vị, nó vốn nó thuận lợi cho bất thiện nghiệp cho quả. Và ngược lại thì nó lại ngăn ngại những cái quả thiện mà mình đã làm ở những kiếp sống trước đây trong vòng luân hồi. Lúc bây giờ nó không có cơ hội đến cho quả, bởi vì cái cảnh giới đó vốn nó không phù hợp, nó không phù hợp để hưởng phước. Nếu như chúng ta được tái sanh vào cõi nhân loại thì tất cả những gì mà buồn vui của mình nó sẽ khớp, nó sẽ thuận lợi, phù hợp đối với cái kiếp sống nhân loại. Và tương tự như vậy đối với chư thiên dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên chính vì vậy mà các ngài thường hay nói rằng, cho dù mình có tu tập tốt đẹp như thế nào ở trong kiếp sống hiện tại, nhưng mà ngay trong cái lúc mệnh chung mà mình không có khéo thì mình vô tình lúc đó mình lại được xem như là, cũng giống như là một người học sinh họ siêng năng cả đời, nhưng mà ngay cái kỳ thi ngay cái kỳ thi ấy, thưa quý vị, bất cẩn hoặc là ỷ lại hoặc là một cái nguyên nhân gì đó mà rớt, hoặc là không có dự thi đúng đúng giờ vào lớp học. Nó có nhiều nguyên nhân, có nhiều nguyên nhân. Thì dù cho cái sự nỗ lực của mình ở trong suốt một năm đó như thế nào không cần biết, chúng ta vẫn được xem như là thi rớt. Điều này ở trong kinh đó, quý vị, có một cái trường hợp rất là nổi trội, đó là hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika, bà được xem như là làm thiện, có thể nói rằng cả cuộc đời của mình, và là người có trí tuệ, nhưng mà ngay cái phút mệnh chung, thì vô tình bà lại nhớ lại một cái hành động, một cái hành vi đã từng có cái sự dối gạt người chồng của mình. Do cái nhân đó mà bà bị sanh vào địa ngục 7 ngày. Đức vua mới đến hỏi Đức Phật về cái sanh thú, thì lúc bây giờ Đức Phật ngài dùng thần thông, ngài làm cho tâm ý của Đức vua quên đi. Và cho mãi đến lần nào 3 lần đi đến hỏi Đức Phật thì ngài cũng đều làm cho tâm, ngài dùng thần thông của ngài làm cho cái câu hỏi đó nó không có còn vương vấn trong tâm ngay khi cái thời điểm gặp Đức Phật. Đến sau khi 7 ngày trải qua xong rồi thì do cái phước của bà này nhiều quá thôi quý vị, cho nên cái năng lực của ác bất thiện pháp nó chỉ có năng lực duy trì trong 7 ngày trong cảnh giới tái sanh ở khổ cảnh, bà được sanh thiên. Thì cho đến lúc đó Đức Phật mới trả lời. Nguyên nhân điều này không phải là Đức Phật có sự dối gạt, bởi vì vị vua Pasenadi ngài cũng còn là phàm phu. Đức Phật ngài e rằng đối với cái tình trạng trí tuệ hiện giờ, nếu như mà mình trả lời một cách thực tế thì lúc bây giờ có thể sẽ dẫn đến sự hiểu lầm và có cái sự nghi ngờ đối với nhân quả nghiệp báo, như vậy nó sẽ không có phù hợp. Bởi vì khi mà mình nghe nói một người sống tốt cả đời nhưng khi đến lúc tái sanh, mệnh chung tái sanh lại bị sanh vào đọa xứ, thì cái điều đó mình thấy nó vô lý quá, quá cũng không biết giải thích như thế nào. Cho nên cái trường hợp này chúng ta thấy cái cảnh giới đăng nhập, cái nơi mà mình nhập khẩu, cái nơi mà mình đến để mình đăng ký, thì nó quyết định phần lớn cái sự vui buồn của mình ở trong cảnh giới đó. Điều này rất là quan trọng, điều này rất là quan trọng, đúng không? Đó. Đây là trường hợp thứ nhất, gọi là gạt tiếp.
Cho nên chính vì vậy mà cái người khéo léo á, người ta không có sự chảnh mặt, dầu là ngay trong thời bình nhật mà kể cả trong lúc mật chung thì cũng luôn có cái sự cảnh giác, đối với những người thân của mình. Nếu mà mình biết được cái nguyên tắc này, gati vipati và gati tí này, mình cũng sẽ làm lợi ích cho mình, giúp được người thân. Chẳng hạn như có những trường hợp đó, sư thấy những gia đình Phật tử, những gia đình Phật tử á, đâu phải ai cũng có cái lòng mộ đạo. Chỉ có một số trong đó thôi, còn có một vài những người ở trong thân quyến của họ cả đời chả bao giờ đi đến chùa. Làm việc thiện thì không phải là không có, nhưng mà nó rất là ít lốm đốm ở trong cuộc đời. Phần lớn của họ, họ sống trong bất thiện. Nhưng mà ngay lúc mệnh chung á, ngay lúc gần mệnh chung á, thì lúc bây giờ á, do mình cận kề cái chết, sợ hãi sự chết, thì cộng với gia đình cũng đã từng là người biết cách, cho nên họ mới thỉnh Chư Tăng đến để cho cái người gần mệnh chung, thân quyến của mình, họ được thường xuyên gặp gỡ để mà cúng dường, để mà đảnh lễ, để mà nghe được những cái lời khích lệ, dứt trừ cái sự sợ hãi, buông bỏ, không có sự chấp thủ đối với kiếp, không có sự luyến tiếc, không có sự day dứt. Thì điều này đó, thưa quý vị, nó cũng là một điều rất là có lợi, bởi vì lúc đó là cái lúc gần cận kề để mà mình tìm kiếm một cái ngôi nhà mới của mình. Cho nên nếu mà mình hiểu được cái nguyên tắc này, mình sẽ biết cách, còn không mình không biết cách, mình gặp, mình cứ tạo những cái nghịch duyên. Chẳng hạn như đối với người mà người ta sống tốt thì thay vì người ta có thể có khả năng để mà tự dẫn dắt nội tâm của mình tái sanh nhàn cảnh, nhưng mà mình không biết cách, mình lại vô tình mình tạo những cái trở ngại. Chẳng hạn như kể lể về những cái câu chuyện đưa đến sự luyến ái, khó có thể từ bỏ được cái cuộc sống gia đình, làm cho tâm tư của người thân của mình buồn rầu. Thì này á, thưa quý vị, nó vô tình nó làm cho người thân của mình, dù trong thời bình nhật cả cuộc đời sống tốt đẹp thánh thiện, mà ngay cả lúc mệnh chung có thể vì cái nội tâm đó mà tái sanh vào khổ cảnh. Khi đã tái sanh vào khổ rồi thì lúc bây giờ cái gá tí, nó sẽ thuận lợi cho những bất thiện nghiệp cho quả, bởi vì cái cảnh giới đó nó chỉ phù hợp cho cái trường hợp đó. Rồi, đây là cái trường hợp thứ nhất. Cho sư hỏi quý vị có còn nghe hay không, sư thấy cái màn hình nó đứng im. Rồi, cảm ơn. Trường hợp thứ hai đó là upatthi. Upatthi sanh y. Sanh y ở đây có nghĩa là muốn nói đến cái ngoại hình. Cái ngoại hình và cái cách thức của chúng sanh đó sống ở trong cái cuộc đời. Chẳng hạn chúng ta có, nếu như mà một chúng sanh nào có được cái sáu căn trong sáng, dễ nhìn, có lời nói dịu dàng, dễ đi vào lòng người, có những cái đại oai nghi, tiểu oai nghi, tốt đẹp, lịch sự và nhã nhặn, thì thưa quý vị, tất cả những cái sở hành này, tất cả những cái lợi điểm của sanh y này á, nó sẽ làm cho đối tượng đó trong cuộc đời thuận lợi cho, dễ dàng cho thiện nghiệp, cho quả của nó. Chẳng hạn như giờ sư nói ví dụ, có hai người tới xin việc làm. Một người thì nói chuyện rất là khó nghe,
mà cái ngoại hình còn nhìn nó không có được hiền thục, mình không có được hiền thục. Không biết, mình chưa cần biết rằng cái bản tính của mỗi người ra sao, nhưng mà mình nhìn thấy cái hình thức bên ngoài á, thì một người như vậy, còn một người thì ngược lại. Thì thưa quý vị, giữa hai cái điều đó, cái sanh y á, nó để dàn nó chiếm ưu thế để làm cho cái người có cái sanh y tốt, à, có cái ngoại hình tốt, có cái lời nói tốt, có cái sở hành cách thức tốt đẹp, dễ được thành tựu cái kết quả của thiện nghiệp, tức là được người đó chấp nhận cho làm công việc, à, được lựa chọn. Đây là cái điều thứ hai. Cái pháp này rất là hay nha. Mình hiểu được cái những chi phần này thì mình sẽ không có những cái bỡ ngỡ trong cuộc đời, mình hiểu rõ hơn về cái nguyên tắc của nghiệp báo. Điều này á cho chúng ta thấy được rằng cái hiểu của mình mà không có được học tập đối với nhân quả nghiệp báo thiện và ác, nó quá ít và nó quá hẹp đó. Mình hiểu như vậy mình sẽ hiểu được lý do tại sao và mình không có sự ghen ghét. Thưa quý vị, chẳng hạn như tại sao có những người mà người ta đi đến đâu người ta cũng dễ dàng được cái sự ưu ái, tức là người ta có được cái sanh y tốt. Thưa quý vị, nó cũng là một cái điều kiện. Khi mà hiểu được cái chuyện này, mình sẽ không có bị rơi vào cái tình trạng là ganh tị, tức là do cái thiện pháp người ta đã tạo cho nên cái thân người ta được có các căn trong sáng, lời nói dịu dàng, sở hành nhã nhặn, dễ đi vào lòng người, cho nên người ta được dễ dàng thuận lợi cho những thiện nghiệp cho quả. Còn mình ai biểu như kiếp trước mình tạo những cái bất thiện về thân hành, về khẩu hành, về ý, cho nên bây giờ những cái vẻ toát ra ở bên ngoài của mình nó thô xấu, và điều đó nó làm cho khó khăn cho thiện nghiệp cho quả. Là như vậy. Đây là Upatthi. Kể cả trong vấn đề tu tập cũng vậy. Quý vị, bây giờ mình khoan nói đến trường hợp những người cư sĩ mà biết về cái sự cúng dường tăng là sự cúng dường không có đặt nặng nhẹ về đẹp xấu hoặc là quen hay không quen, thì cái này mình bỏ vào một bên đi. Cái này là trường hợp mà các vị đã biết rồi. Bây giờ một người mới ban đầu gặp những vị sa môn, thì quý vị biết không, cái nhìn ban đầu thật ra nó cũng quyết định rất nhiều. Ở đời thì khỏi phải nói rồi, bây giờ chúng ta nhìn không, chưa cần biết như thế nào mà nhìn thấy bắt mắt là ok rồi. Kể cả trong cái việc tu tập cũng vậy. Ở trong kinh có những trường hợp những vị thánh đó, thưa quý vị, khi mà các ngài có những cái dung mạo phi phàm, tướng hảo tốt đẹp, dáng đi và lời nói âm giọng, các ngài bước đi khất thực đó, cái người chưa có niềm tin nhìn vào khởi tâm bố thí này. Hay như vậy đó. Và một trong số những pháp, có bốn pháp mà làm cho ai gặp Đức Phật cũng đều có sự ngưỡng mộ và lòng tin, đó chính là cái tướng bên ngoài, cái dung mạo của ngài và cái âm giọng. Cho nên chính vì vậy mà mấy cô mà mà có dung mạo phi phàm, có lời nói chuẩn mực dịu dàng thì rất dễ như là có được cái cơ hội để cho quả. Dù mình có thể nói rằng theo như đời người ta nói rằng cái đó nó làm đẹp lòng người khác, người ta dễ dàng có cái thiện cảm và người ta dễ dàng có cái sự giúp đỡ hoặc là ưu ái, thì mình nói như vậy theo như thế gian. Nhưng mà nếu như thưa quý vị, cái nền tảng của thiện nghiệp quá khứ mà không có đó, thì người đó cũng sẽ không có thành tựu được cái sự an lạc bởi người khác ưu ái đó. Chẳng hạn như sư nói ví dụ, có những người trong cuộc đời này người ta rất là có sanh y tốt,
người ta có sanh y tốt thưa quý vị. À, nhưng mà bị nghiệp lực chi phối, à, bị nghiệp lực chi phối, thì cái trường hợp đó, cái trường hợp đó dù người ta đi đến đâu người ta cũng không được sự ưu ái. Quý vị thấy kinh khủng như vậy không? Có nghĩa là trên bề nổi nó chỉ là như vậy, nhưng mà mình phải nên hiểu, mình phải nên hiểu nó có, nó vẫn phải chịu theo cái nguyên tắc đằng sau đó, đó chính là nhân quả. Cái mình đang học là mình đang học thêm cái phần phụ trợ để thuận lợi. Nếu như những trường hợp thông thường còn lại thì cái sanh y á nó rất là thuận lợi, rất thuận lợi. À, chẳng hạn à, nói đến đây xin nhớ đến cái trường hợp à, sư hay có một cái cách thức là khi mà sư làm một cái cuộc lễ tăng sự á, ở giữa hội chúng các vị tỳ khưu thì sư làm rất là có sự chú tâm, có sự để ý, không có lơi là. Có một hôm Đại Đức Pháp Tính mới có cái câu nói như thế này. Ủa hình như lớp học của mình nếu mà tính theo giờ Việt Nam là mình bắt đầu sinh hoạt từ 9:30 cho đến cái thuyết pháp là 9:30 đến 10:30. Rồi. Có một hôm Đại Đức Pháp Tính cứ mỗi kỳ đi làm lễ Bồ Tát sang khắc cầm má ở dưới ở chùa Chư Tăng, ở chùa Sư Cả, chùa Kỳ Viên ở Việt Nam, hay mời Chư Tăng ở trên đây về đó làm lễ Bồ Tát, Ủng Vô Sát Thá và tụng giới bổn. Thì trước khi làm lễ thì sư hay có cái thói quen là mình đảnh lễ Chư Tăng trước. Thì có một bữa kia Đại Đức Pháp Tính mới nói là tôi không biết là tôi rất là hoan hỷ với cái cách làm của sư Huy Niệm, và bởi vì trước khi làm một cái tăng sự như vậy thì ổng có một cái lời tắc bạch duyên sự rõ ràng trước hội chúng, và cũng như có sự thi lễ đến chư Thiện Cư Tăng, trong đó có các vị trưởng thượng và các vị trung và hạ tỳ khu, nhưng mà cũng là thuộc về hội chúng tăng. Và có một số những vị họ lại thiếu sót về chuyện này, nhưng mà riêng sư Huy Niệm thì tôi thấy cái sở, tôi thấy cái cách thức về cử chỉ đó nó rất là tốt đẹp, và không biết là do ổng làm như vậy là hay là cái thân của ổng do nó ốm, người ổng khảnh cho nên nó gọn gàng, cho nên nhìn thấy ổng đánh lên tăng nhìn thấy rất là sát, nó rất là đẹp. Thì sư nghe câu đó sư mới nói dạ chắc tại cái tạ người của con nó gọn, cho nên cái việc thi lễ của con nó rất là nhìn vào nó rất là sát, nó rất là khép nét. Trong cái cách đảnh lễ thưa quý vị, mình nhìn thấy cũng cái hình thước, cái hình thức nó cũng có cái vẻ bắt mắt nữa nha. Có những người người ta đảnh lễ trước tượng Phật đó, quý vị thấy rất là đẹp, chân sát, lưng thẳng nhưng mà cúi sát, tay đều. Có những người nhìn vô đảnh lễ mình nhìn thấy mắc cười. Cho nên tuy cái việc đó nó chỉ là việc bên ngoài, nhưng mà nó cũng biểu hiện lên cái sở hành, cái hình thức thể hiện của thân là điều này nó cũng
quyết định rất nhiều cho việc thuận lợi hay không thuận lợi của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp cho quả của nó. À, cho quả của nó. Rồi, đó là pháp thứ hai. Pháp thứ ba đó là ca lá. Ca lá là thời kỳ, thời điểm. Nếu như mà chúng ta sanh vào trong, có mặt vào trong những cái thời điểm không có phù hợp với, thưa quý vị, thì lúc bấy giờ nó sẽ là một cái vấn đề dễ dàng can thiệp vào sự cho quả của thiện hoặc là bất thiện nghiệp. Ví dụ sanh ngay trong thời điểm mà chẳng hạn như đế chiến thứ hai, chẳng hạn mình sanh vô nước Đức đi, là lúc bấy giờ là quý vị chỉ suốt ngày quý vị phải đi vô quân đội cầm súng bắn hoặc là chạy chạy giặc thôi. Đó, cái đó, 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 ý muốn ám chỉ đến điều đó. Còn nếu như mà mình được sanh vào trong thời kỳ bình yên, có những vị minh quân trị vì, đem đến sự an lạc, thì lúc đó cái việc cho quả của thiện và nó cũng lệ thuộc rất nhiều vào cái bối cảnh đó. Và không có ai ngu dại gì mà đi đến những cái nơi đang có những cái thời điểm diễn tiến cái sự việc không có phù hợp. Chẳng hạn như nơi đó là đang biểu tình mà đang bị người khác người ta cưỡng chế chẳng hạn. Vì cái nguyên nhân gì đúng sai mình không cần biết, nhưng mà tốt nhất ngay cái thời điểm đó mình đừng có đi gần cái nơi đó. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Thời điểm đó nó không phù hợp. Nếu mà mình đi đến đó có thể nó sẽ vô tình nó làm cho ác nghiệp thuận lợi cho quả của nó. Cho nên người ta, những người xưa trong thời chiến quốc cổ đại của Trung Quốc, người ta cũng hay coi cái thời điểm lắm, thưa quý vị, cái thời điểm ca lá, cái thời kỳ, cái đó nó cũng là một cái yếu tố đem quyết định cái sự vui buồn của chúng sanh. Và nếu như mà mình biết khéo áp dụng á, thì mình sẽ dễ dàng lèo lái được cái cuộc sống của mình được hạnh phúc ở trong cái con đường sanh tử. Đó là pháp thứ hai, đó là pháp thứ hai là ca lá. Rồi, có một cái chuyện như thế này. Quý vị biết trong cái đời tu á, cái khó khăn nhất của chư tăng là ngay trong những cái thời điểm ban đầu đến để mà lập nên một cái ngôi trú xứ nào đó. Nếu như ở một số những quốc gia mà người ta có những cái chế độ quản lý một cách phù hợp và thuận theo những gì hợp với lẽ đạo thì chuyện đó nó không có vấn đề. Nhưng nếu mà mình ở trong những cái thời kỳ mà quốc gia hoặc là những cái trú xứ mà người ta không có lòng tin đối với nghiệp và quả của nghiệp, bây giờ mình bỏ qua một cái khía cạnh đối với tam bảo đi, bây giờ mình chỉ có nói đến cái người mà không có lòng tin đối với thiện và ác, nói cái đó là nó chung nhất. Thì quý vị biết rằng cái chuyện lên một cái trú xứ để mà ở cho chư tăng nó rất là khó trong cái thời điểm ban đầu. Và tất cả những ai mà ở trú xứ đó trong cái thời điểm đó, nó sẽ bị những cái trở ngại xảy ra chỉ vì nguyên nhân cái thời điểm đó là thời điểm thuận lợi cho bất thiện nghiệp cho quả. Chẳng hạn sư nói ví dụ như sư, quý vị biết rằng cái thời điểm ở sư ở với thầy sư đó, trong những cái năm đầu tiên rất khó khăn về mặt sinh hoạt. Kể cả mình tổ chức những cái cuộc lễ mang cái tính chất rất là đàng hoàng, không có yếu tố gì gọi là bạo động, chống phá, nhưng mà vẫn không được phép. Và khi mà mình làm, những người gia chủ người ta đến, người ta tập trung đông, thì sau cái cuộc lễ đó
Sư nghĩ rằng lúc đó người ta cũng vẫn còn thương tưởng mình đó. Người ta có thể ập vào ngay trong lúc mình đang làm lễ, tạo nên những cái sự hỗn loạn. Nhưng mà người ta vẫn để cho mình. Xong khi đó người ta mời lên và làm một số những cái lời chất vấn. Kể cả cái việc xây dựng cũng vậy đó, quý vị. Rồi việc đăng ký ở hợp pháp trong cái thời điểm đó rất là khó khăn. Bằng chứng là bản thân sư là sư ở đó gần cả chục năm nhưng mà sư không có cái giấy tạm trú tạm vắng đó, bởi vì lúc ban đầu người ta cấp, nhưng mà sau này vì một cái nguyên nhân khác mà người ta thâu lại, người ta mới trả. Nhưng mà sư vẫn ở lì đó. Sư vẫn ở lì đó. Sư nói rằng là thôi bây giờ tôi mới tu thì tôi chỉ có ở đây thôi, bây giờ chứ giờ tôi đi đâu, bây giờ thôi tôi cứ ở như vậy, tôi nghĩ rằng tôi không làm gì sai và quý vị cũng thừa hiểu. Còn nếu như mà vì một số những cái nguyên nhân gì khác mà quý vị có gây cái sự trở ngại cho bản thân tôi thì quý vị cứ nghĩ như thế nào quý vị làm thôi, tùy. Khi mà sư nói như vậy, sư vẫn ở như vậy cho đến thời gian sau này và người ta không có vào động chạm gì đến sư. Đến một khoảng thời gian sau, quý vị, sau này á, trải qua thời điểm bây giờ, ngày mai sư về trên đó làm lễ với ni, giờ rất thuận rồi, rất thuận lợi. Chư tăng những vị khác về nhập hạ phải nói là rất là thoải mái, đầy đủ, tiện nghi. Và những cái nghi thức sinh hoạt của chư tăng thời điểm bây giờ nó rất là tốt đẹp, nó không bị trở ngại như thời điểm ban đầu. Cho nên chỉ có ai dốt mới đi vào cái thời điểm ban đầu thôi, mà có thể nói rằng sư cũng là cái người dốt. Cái này chỉ nói đùa thôi. Lúc đó sư hiểu cái nguyên tắc đó chứ. Nhưng mà vì mình sống với thầy mình mà, mình phải có cái pháp là gọi là cùng nhau phải chịu, phải đối mặt. Ban đầu nó phải cái thời điểm chưa phù hợp thì nó phải chịu như vậy thôi, sau này sẽ khác đi. Cái ý hướng của sư là sư nghĩ như vậy, và quả thật thưa quý vị, nó có kết quả khác, nó tiến triển tốt đẹp đó. Đây là cái thời điểm được gọi là ca lá Vipatti hay là ca lá Sampatti. Rồi cái cuối cùng đó là Pa-yu-ga là sở hành. Sở hành là một trong số những cái nguyên nhân làm cho thiện nghiệp và bất thiện nghiệp cho quả dễ dàng. Nè, sở hành ở đây muốn ám chỉ đến sở hành về thân nghiệp thiện hay ác, khẩu nghiệp thiện hay ác và ý nghiệp thiện hay ác. Đối với những người mà người ta sống một cách hiền thiện đó, thưa quý vị, người ta sống một cách hiền thiện, đôi khi ngay trong thời điểm ban đầu vẫn có thể chưa nhiếp phục lòng người, vẫn có thể bị năng lực của những ác quả nó vẫn dồn dập nó cho quả, chỉ vì nguyên nhân cái mãnh lực của bất thiện nó đang trong cái thời kỳ mạnh quá. Tuy nhiên chúng ta đừng có ngần ngại, bởi vì không có ai mà phải lúc nào cũng phải chịu quả khổ hoài đâu, và cũng không có ai lúc nào cũng phải chịu cũng phải hưởng được hạnh phúc hoài. Đã hễ ở trong thế gian này thì phải có lúc này lúc khác, vì trong vòng luân hồi chưa từng ai mà chỉ có làm thiện không thôi mà không có làm ác, và ngược lại trong vòng luân hồi này cũng chưa hề có ai chỉ làm ác không thôi mà không có làm thiện. Cho nên chúng ta phải nên hiểu cái nguyên lý, cái nguyên tắc này để mà mình hoan hỷ, mình chấp nhận những gì mình phải chịu, và mình đừng có chảnh mãn tự cao đối với những gì mà mình đang được tốt đẹp. Bởi vì bây giờ mình đang được tốt đẹp, chứ mai mốt tới phiên trổ quả của ác pháp thì lúc đó mình cũng te tua à, chứ không có tốt đẹp hoài như vậy đâu. Thể còn có mặt trong luân hồi là phải như vậy thôi. Đó là hai mặt của cuộc sống. Tuy nhiên đối với những người mà có sở hành tốt đẹp đó, thưa quý vị, thì nó sẽ rất thuận lợi
để kích hoạt cho thiện nghiệp, cho quả của nó. À, không có ai mà không có động lòng trước một người mà có thân hành, khẩu hành và ý hành tốt đẹp. Tạm thời, cho dù một người ác nhất, tạm thời do bị vô minh và tà kiến và ái chi phối, họ có thể họ bác bỏ thiện pháp, họ có thể họ sỉ vả, mặc dù đã được tiếp nhận những cái cách đối xử tốt đẹp, thiện lành của đối phương. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó nó chỉ là tạm thời như vậy trên bề nổi thôi, chứ thật ra ở trong thâm tâm của chúng sanh, ai cũng có khả năng tự hiểu một cái điều rất là cơ bản, đó chính là cái gì là tốt, cái gì là không tốt, cái gì là thiện và cái gì là bất thiện. Cho dù một người được xem như là ác nhân, ác nhân, ác nhân ở trong cuộc đời này, bên ngoài có vẻ như người ta hùng hổ lắm, nhưng mà suy cho cùng á, giờ thử hỏi người ta gác tay lên trán mà lúc mà ở một mình á, không có ai suy nghĩ, thật ra trong thâm tâm người ta cũng tự hiểu được như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện. Và chúng sanh ai cũng có cái sự cảm mến và rung động trước những cái sở hành về thiện pháp. À, quý vị nên nhớ một điều này nha. Sư nhớ một cái câu nói rất là sâu sắc mà sư học được ở trong một cái bài giảng của ngài Ujjotika. Ngài nói một câu như thế này, sư nghe xong sư cũng giật mình, mà thật sự là như thế đúng không? Ngài nói như sau. Ngài nói thật ra sâu thẳm ở trong tâm của mỗi chúng sanh đều có một cái khả năng tự hiểu được như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, chứ không phải là mình không hiểu hoàn toàn đâu, chứ không phải là mình không hiểu. Nó y như là những gì mà những người mà do cái đời sống ban ngày người ta cãi chày cãi cố, cãi bước cãi ngang, bác bỏ luôn cả cái nền tảng đạo lý thiện và ác. Thật ra người ta chỉ nói do lúc bị chi phối thôi, chứ còn trong sâu thẳm của quý vị, ai cũng đều có khả năng tự hiểu. Cho nên chính vì thế mà cái sở hành á, sở hành đó đúng không? Đó là một pháp, nó có khả năng vực dậy cho những thiện nghiệp, cho quả của nó. Và bằng chứng là ở trong đời sống, đời sống bình nhật của mình á, mình ở gần những người mà có thiện hành về thân khẩu ý, bao giờ mình cũng yên tâm và cảm mến. Bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng vậy, tôi biết. Kể cả những cái tổ chức được xem như là có cái mục đích không có được chánh đáng, nhưng mà suy cho cùng á quý vị, suy cho cùng họ vẫn bao giờ họ cũng vẫn tán thán và tôn thờ cái sự trượng nghĩa, cái sự trung thành là chính yếu. Cho dù cái mục đích của họ có thể là sai, nhưng mà khi mà con người của họ trong cái tổ chức đó đối với nhau, nếu như những ai mà luôn có cái sự quay lưng, hai mặt hay là xảo trá, thì họ chơi với nhau nhưng mà họ cũng không có có hoàn toàn mở lòng với nhau. Sư nói đến chí cái tập thể, cái tổ chức mà nó phi pháp luôn. Vị thấy đúng không? Chuyện này không có sai đâu. Vì vậy mà sở hành được xem như là một pháp, nó tạo một cái sự thuận lợi, cái sự thuận lợi cho thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, cho quả của nó. Có rất nhiều trường hợp mà chúng ta không khéo á, vì một cái sở hành của mình nó không có được tốt đẹp, nó phi pháp, nó là bất thiện, mà có thể làm suy sụp cả cái năng lực của quả an lạc mà mình đang đón nhận. Chẳng hạn như mình đang rất thành công trong đời, nhưng mà vì một cái điều gì đó mình tức giận, mình tuyên bố hoặc là như thế này như thế kia, nó vô tình nó làm cho
có sự thay đổi. Cho nên vì thế mà đối với những người mình ta mình hiểu được chuyện này, chúng ta giữ gìn ngay trong hiện tại cái đường lối tu tập của quý vị á, giữ giới nè, cung kính phục vụ, tu tập, nó là một yếu tố, nó là một yếu tố có thể có cái công năng gây trở ngại đối với những ác quả đang cho quả của nó, và ngược lại nó có thể làm thay đổi tình thế, kích hoạt cho những thiện nghiệp cho quả của nó. Chúng ta nên nhớ chuyện này nha, chúng ta nên nhớ chuyện này. Cho nên vì thế những cái nỗ lực của mình ngay trong hiện tại nó không phải là nó vô ích đâu, nó không phải là nó không phải là vô ích đâu, và nó có sự tùy thuộc rất nhiều đó. Rồi đó là bốn trường hợp đó thưa quý vị. Khi mà mình biết được những điều này á, nó sẽ có lợi ích gì? Thứ nhất là đối với những cái trường mình không thể nào mình thay đổi được hoàn cảnh, thì lúc bây giờ mình phải hoan hỷ để mà chấp nhận, chứ không có làm cho cái tình trạng xấu đó nó càng thêm xấu hơn nữa. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là nếu như mà mình biết được những cái yếu tố, những cái pháp này á, thì nếu như nằm trong những cái trường hợp có thể làm thay đổi được, bởi vì nó cái nguyên nhân đó nó không có phù hợp, thì mình sẽ thay đổi cái nguyên nhân. Chẳng hạn như sở hành chẳng hạn, đó mình có thể thay đổi, mình có thể thay đổi. Hoặc là lợi điểm sanh thú, lợi điểm sanh thú thì cái này mình chịu chết rồi, này chịu chết rồi thưa quý vị. Sanh y cũng vậy nữa, sanh y muốn ám chỉ đến cái ngoại hình, thì quý vị thấy bây giờ người ta có thể thay đổi ngoại hình đó, nó có thể thay đổi ngoại hình từ đẹp người ta giải phẫu người ta làm, từ xấu người ta làm có đẹp. Hoặc là thay đổi cái cách thức về lời nói, trước kia mình ăn nói lộn thuộc bập bẹ thì bây giờ mình tập, trước kia mình đi đứng mình có những cái biểu hiện về thân nó không có được tế nhị thì bây giờ mình phải sửa lại, những cái gì có thể thay đổi được thì mình làm. Hoặc là ở trong những cái thời điểm này mình xét, suy xét rằng đó là những cái thời điểm mình không nên rớt, thời kỳ này mình không, nó không có phù hợp để làm những chuyện đó mà mình không có nên đến, thì lúc đó mình nên tránh. Và cuối cùng là sở hành. Sở hành bao giờ thiện pháp nó cũng là một pháp ưu thắng để mà thuận lợi cho thiện nghiệp cho quả, và nó có công năng ngăn cái bất thiện. Rồi đó là như vậy đó, đó là cái hôm nay sư chia sẻ cho quý vị lớp học chúng ta cái bốn cái chi phần như vậy đó. Rồi bây giờ cái thời gian còn lại sư dành cho quý vị có cái ý kiến nào, hoặc là có thể quý vị đưa ra cái đường hướng như thế nào trong những cái thời điểm sắp tới của chúng ta sau khi kết thúc nghỉ các thi nát, để sư biết sư chuẩn bị. Rồi bây giờ sư mời lớp học mình. Nam mô Bức Thầy á, Nam mô Tham Mà á, Nam mô Thầy Thầy á. Dạ, con xin kính thay mặt lớp học kính tri ân sư Bùi Nhị đã giải thích cho chúng con về bốn cái pháp, bốn chi pháp ngày hôm nay rất là hay ạ. Con học hỏi được rất là nhiều. Dạ bạch sư, thì tôi có một câu hỏi nhỏ là khi mà về hai cái phần phía sau đó, tôi nói về cái thời điểm và cái sở hành, thì cái đó mình có thể thay đổi được rất là mau, và mình có thể là giống như mình, nếu mà ý con nói là mình có chánh niệm đó, thì mình có thể quan sát những sự việc nó sâu xa hơn một chút xíu. Mình biết giống như mỗi cái lần mà mình quyết định một cái chuyện gì đó, mình nghĩ phải có giống như plan A, plan B và plan C, tức là có trường hợp 1, trường hợp 2 và trường hợp 3. Nếu mà mình nghĩ những cái chuyện đó thông suốt, mà khi mà mình làm cái việc nghĩ trước nghĩ sau như vậy nó quen, nó bạch sư, thì con nghĩ là mình sẽ làm nó lẹ hơn. Giống như ông bà mình có câu là uống lưỡi 7 lần mới nói,
Thì hồi xưa thì con cứ nghĩ là 7 lần thì nó lâu lắm. Nhưng mà con nghĩ nếu mà làm quen á, 7 lần của một cái những người mà điêu luyện đó, họ 7 lần là nó 100 cái tuần sát na rất là lẹ, phải không? Chứ không phải 7 lần như mình không bao giờ suy nghĩ. Thì nhiều nghĩ 7 lần chắc mà đợi mình suy nghĩ xong người ta đi mất tiêu. Nhưng mà sau này thì con nghĩ một cách khác, là mình cũng suy nghĩ trước, suy nghĩ sau, nhưng mà tự nhiên mình có một cái là thuần thục trong cái tâm đó. Thành ra cái 7 lần suy nghĩ của mình là giống như chết luôn. Con không biết con nói gì có đúng không mật sư? Cái đó là cái phần về thời điểm Phật tử hành thì mình phải thực tập. Mình có một cái chánh niệm thì mình có thể thay đổi được cái những cái sự việc mà nó không tốt trong cuộc đời của mình. Còn cái việc mà về cái sanh thú và sanh y thì giống như sư nói, cái này là chịu chết rồi. Tự vì cái nghiệp từ quá khứ nó quay trở lại và nó tạo ra một cái nghiệp như vậy, và giống như cái mình là xấu sẵn hoặc là mình có những cái chuyện như vậy thì từ cái nghiệp trước. Nhưng mà theo con hiểu đó, thì nếu mà cái tâm của mình biết được đạo đó, thì tuy là cái mặt mình nó xấu, nhưng mà cái xấu nó cũng có cái hiền và cũng có cái tu ở trọng, phải không bạch sư? Chứ mình không thể nói là tự nhiên tôi xấu như vậy rồi đi. Tại vì nếu mà mình sanh ra mà mình thiệt là xấu, mình có không có nhan sắc rồi đó, mà mình còn thêm cái dữ, mình còn thêm sân nữa, thì nó còn xấu hơn nữa. Nhưng mà nếu mà những người xấu đó mà họ biết tu tâm điển tánh, thì cái xấu đó chỉ là một cái xấu bình thường, nhưng mà phát ra một cái lòng từ, thì cái từ trường đó nó cũng có thể đổi được một cái sanh thú và sanh y, phải không bạch sư? Dạ con xin đem hết lại cho sư ạ. Đúng rồi Nguyên Nhân. Bởi vì cái chiều hướng của tâm ý á, nó cũng có toát, nó cũng có làm lan sang cái sắc pháp, chứ không phải là không. Chẳng hạn sư nói ví dụ cái thời gian mà những người mà người ta gặp nhau, những người tu tập người ta gặp nhau, người ta thấy dạo này sao các căn trong sáng, nhìn cái dung mạo rất là sáng, sáng sủa. Cái sự đẹp của sự châu chuốt đối với dục nó khác với lại cái vẻ đẹp toát ra của cái người tu hành, nó khác rất xa, nó khác xa lắm thưa quý vị. Cái này thật ra nó không có dễ để mà diễn tả, nhưng mà sư có cái cảm nhận như vậy. Cái người mà người ta có cái vẻ đẹp mà từ một cái nội tâm trong sáng thuần nhất do tu tập, cái sắc pháp của họ, họ nhìn cái vẻ đẹp của họ nó rất là trong sáng, có thể nói rằng cái vẻ đẹp thanh tịnh thuần khiết. Còn cái việc mà mình châu chuốt bên ngoài á, do mình thích làm đẹp rồi mình o bế, thật ra cái đẹp đó nó khác thưa quý vị. Ở đây sư không phải là sư nói xấu, không phải sư nói xấu, nó khác. Đó, cho nên quả thật là đối với trường hợp sanh y, nếu như mà chúng ta sanh y ở đây, quý vị nên hiểu là nó không có nhất thiết nó nằm ở trong cái ngoại hình không thôi. Nó có ba trường hợp. Thứ nhất là ngoại hình nè, đó là chủ yếu. Thứ hai là lời nói nó cũng thuộc về sanh y nữa. Lời nói tức là cái âm giọng á, cái âm giọng và cái cách thức người đó nói chuyện. Cho nên ở trong đời người ta nói là ôi sao nghe cái ông nói chuyện đi ghét vô duyên, chứng là sư hay bị nói vậy. Hồi đó hay có, thật ra không phải là sư nói chuyện vô duyên, mà sư nói thật với quý vị, thú thật với quý vị, sư hồi đó bên ngoài sư hay có một cái sở thích là sư hay thích chọc ghẹo người khác. Sư thích chọc ghẹo người khác. Cho nên khi mà sư biết được cái người nào mà người ta dễ dàng người ta dị ứng với một vài những cái điều gì đó, thì sư làm bộ sư nói đến cái chuyện đó để cho người ta có những cái phản ứng, và nhìn thấy những điều đó sư thích, sư vui. Cái này cũng là một cái bệnh của mình. Cái bệnh của mình.
Cho nên có những cái vị giảng sư á, cái cách thức giảng của các vị á, thì ông mới nói ra ai. Nhưng mà thông qua cái điều đó sẽ có thể cảm nhận được cái lời nói của vị này, tuy nó như vậy, đưa ra những cái ví dụ như vậy, người bên nghĩa người ta nghe có vẻ giống như là không có đàng hoàng, không có nhã nhặn, không có lịch sự. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Thì đó, nó chỉ là cái mình đánh giá mới có một phần thôi. Nhưng mà cái trường hợp có một số những vị á, cái tâm ý của người ta, người ta nói nhưng mà người ta nói không có ác ý. Ta nói không ác ý. Tức là đây là một cái loại phiền não, nó cũng là phiền não đó. Tức là cái kiểu trình bày, cái kiểu nói chuyện, cái kiểu giảng của người ta, nó ưa có cái sự tinh nghịch, nó thích chặt người khác, thích làm cho người khác coi như là trạnh thượng lên. Và được như vậy người ta rất là vui, rất là vui, người ta thích, người ta thích thú với cái chuyện đó. Cho nên đó là cái trường hợp mà chúng ta nên hiểu là cái lời nói nó cũng nằm trong sanh y đó. Và những cái biểu hiện, những cái biểu hiện còn lại của sắc pháp, từ tiểu oai nghi hay đoạn đại oai nghi, nó cũng thuộc về lãnh vực sanh y. Cái điều này chúng ta có thể cải thiện được, thưa quý vị, cải thiện được. Bây giờ khi mà sư hồi đó sư giảng đến cái bài này cho những Phật tử, người ta nói sư nói sanh y làm sao chứ bây giờ cũng sanh y đổi được à? Sanh y bây giờ người ta đi giải phẫu, người ta giải phẫu thẩm mỹ được hết. Sư mới nói là đúng là như vậy, đúng là như vậy. Cái chuyện này nó có chứ không là không. Nhưng mà mình nên nhớ một điều á, là có những cái á, là giải phẫu được, nhưng mà có những trường hợp giải phẫu không có được, phải chờ đầu thai thôi. Tức là cái gì mà nó bị khiếm khuyết ít á, thì người ta còn làm được trong cái phạm vi khoa học. Chứ còn dùng như bị quá trời quá đất, không thể nào làm được. Này, đó là trường hợp sanh y. Còn nãy ban đầu chứ có nghe Nguyên Như nói về cái việc tu tập thêm giữ chánh niệm, đập cũng làm cho tâm ý của mình, chính những cái sở hành đó nó làm cho mình có cái sự quán tiền quán hậu, nó thuận lợi cho việc cái việc gì mình làm nó cũng có trước có sau, dễ dàng cho thiện nghiệp cho quả, có được những cái kết quả tốt đẹp. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Cái khả năng của niệm và chánh niệm nó đúng, cái người thuần thục á, lâu ngày nó sẽ đưa ra một cái loại được gọi là tỉnh giác. Tỉnh giác đây là thuộc về trí. Người mà quan sát về thân tâm mình thường xuyên, những gì đang diễn bối cảnh thường xuyên, thì người ta sẽ có được một cái khả năng hiểu được cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì phù hợp và cái gì không phù hợp. Có được cái khả năng đó thì, và cái gì là hợp thời đúng lúc, cái gì là không hợp thời không đúng lúc. Dĩ nhiên là cũng đều dựa trên cái nguyên lý rất là cơ bản mà chúng ta không thể nào bỏ qua được, đó chính là thiện ác trong đời này. Chẳng hạn xin nói đơn giản như thế này đi, đối với những cái, thật ra ở trong cái bối cảnh cuộc sống của mình, những cái gì mà mình tương tác giữa mình và người khác qua lại ở trong một cái tập thể, nó chỉ là sự va chạm qua lại của thiện và ác, thiện và bất thiện, và kèm theo sự cho quả của hai pháp này. Nếu như mà chúng ta có một cái khả năng mà chúng ta quan sát thường xuyên sự vận hành của thiện và bất thiện của mình và người khác, thì có thể nói rằng mình có thể lập trình được một cái cách sống khi mà mình ở một mình hoặc là mình giao tiếp với người khác, để cho nó thuận theo quy luật cho quả của nó, và cái chiều hướng của nó có thể được xem như là dễ dàng tốt đẹp hơn. Chuyện này có thật đó thưa quý vị, chuyện này có thật. Cho nên đó là cái lợi điểm của sở hành. Rồi, đó là như vậy đó. Giờ sư mời Nguyên Nhân, có thể quý vị nếu như mà còn có thêm cái gì thì lớp học chúng ta cứ
trình bày luôn trong vòng 5-10 phút nữa, bởi vì ở bây giờ ở bên Việt Nam là 10:30 á, sư cũng sắp sắp phải đi dùng cơm trưa ở nhà bếp, cho nên quý vị còn cái gì thì quý vị cứ cứ nói trong phạm vi của 10 hoặc 15 phút nữa. Bây giờ xin mời. Nam mô Đức Già, con xin thay mặt lớp học kính chúc sư đã trả lời câu hỏi của như ạ. Và bây giờ lớp còn có câu hỏi nào thì xin cứ giơ tay hỏi thẳng với giảng sư. Mình còn khoảng 5-10 phút nữa như lời sư nói. Trong thời gian chờ quý vị suy nghĩ thì như không biết hồi nãy như có hỏi ý kiến của quý vị đó là mình có hình học thứ nhất đó, là có hai đề mục đề tài là 37 phần trời đạo hay là quý vị muốn tiếp tục học phần 12 nhân duyên. Còn nếu mà mình muốn học tiếp 12 nhân duyên thì mình sẽ tự tư học cái đó. Còn nếu mà mình ớn cái dụ duyên rồi đó thì mình qua về cái 37 phần trời đạo. Thì như có hỏi sư Thanh Tâm thì sư nói cả hai đề tài cái nào cũng rất là hay mà đều là cần thiết cho Phật tử hết, chỉ có điều là trước hay sau thôi. Thành ra con không biết là lớp có ý nghĩ về về việc này, thành viên nè, dự đạt nè, rồi Như Quỳnh nè, tất cả mọi người nếu mà ai có gì cứ việc chia tay ha. Nếu mà quý vị không có ý kiến á, thì nguyên như thiết nghĩ là nếu mà được á, thì có thể là giảng sư Quy Niệm có thể quyết định cho lớp luôn. Tự vì sư giảng tụi con cũng một thời gian lâu rồi á, thì sư chắc là sư cũng biết là tụi con cần học cái gì hơn. Dạ, trong thời gian chờ quý vị giơ tay thì con xin mời sư Quy Niệm cầm mic ạ. Nếu mà quý vị không có ý kiến là con nghĩ chắc con để cho sư Quy Niệm quyết định. Dạ, con xin giơ mic lại cho sư ạ. Ok, vậy để sư xem xét cái đề tài nào nó sẽ phù hợp và nó có lợi ích gần gũi nhất trong cuộc sống của những người cư sĩ, sư sẽ để trình bày. Bởi vì sư thiết nghĩ rằng hai cái đề tài mà Nguyên Như vừa nói thật ra nó phù hợp đối với những vị hành giả ở trong hai trường hợp. Đối với 37 phẩm trợ đạo thì có thể nói rằng nó phù hợp cho cái vị hành giả đang tu tập. Bởi vì 37 phẩm trợ đạo là đề cập đến những cái pháp giải thoát chi phần gần nhất của đạo và quả siêu thể. Nên là đối với những người Phật tử mà không có tu thì như vậy nó cũng hơi khô khan. Còn trường hợp của 12 pháp nhân duyên đó, thì nó lại bị một cái trở ngại là nó đây cũng là một phần nằm ở trong phần cao học của siêu lý. Như ban đầu sư nói rằng ở trong phần duyên nó có hai, một là duyên sinh, hai là duyên nhạy. Mà khi nói đến duyên sinh á thì chúng ta cũng phải bị vướng vào một vài nhiều những cái chi pháp, mà những cái chi pháp này đòi hỏi người Phật tử người ta cũng phải nắm được ở phần tiểu học xong, phần trung học lên tất cả những cái bộ khác rồi mình mới có thể hiểu được, dễ dàng. Nếu như trình bày theo cách thức thông thường thì cũng được chứ không phải là không, nhưng mà thôi để sư tìm một cái đề tài khác nó phổ thông hơn và nó gần gũi hơn đối với cái người cư sĩ tại gia của mình ở trong cả hai trường hợp, cái người không có tu thiền, người không có tu tập chuyên môn, không có thời gian thì vẫn có thể có được nhiều cái sự hữu ích. Và kể cả cái vị mà có tu tập thì cũng cần phải biết thêm những điều khác nữa để mình sống, để mình làm. Rồi bây giờ như vậy ha. Bây giờ sư gửi mic lại cho lớp học.
Nam mô Bức Thầy ạ. Dạ, con xin kính tri ân sư. Con nghĩ là bây giờ ta biết cái thức học của tụi con sau mấy tháng mà sư giảng dạy cho tụi con, thì con nghĩ sư là người chọn ra cái đề tài thức học cho lớp. Thì con nghĩ là nếu mà lớp không có ý kiến thì con nghĩ sư là người là number one về cái vụ này. Dạ, con thay mặt lớp học kính tri ân sư ạ. Và ông như cũng nhắc lại với lớp học là từ đây cho tới khi ngày cuối cùng của cái lễ dân y á, là sư có thể vào và có thể không vào tùy theo sư nghiệp có phải hay không. Và khi sư vào thì cũng sinh hoạt tùy nhiên thôi, để trong thời gian đó sư còn rảnh để sư còn tập bài cho lớp mình nữa. Dạ, nếu mà quý vị không còn ý kiến gì nữa thì con xin kính mời sư Nguyên Thông lên chúc phúc cho đạo tràng trước khi như người hướng phước báo ạ. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông ạ. Con thấy hình như sư Nguyên Thông đã đi ra khỏi lớp rồi. Con không có biết sư Thanh Tâm có mặt ở trong đạo tràng không ạ. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ, nếu hồi quý ngài không còn ở chức máy, dạ con xin kính mời đạo tràng cùng với con người hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề quá tạ sẵn ti huy hà đa quá ti mi phụ bê khá rê bồ ti khá rê tạ hình tạ hình. Ta tham ma đa ni la pa quan tu phu chi ta so thân ca bon se ta vi ta ra mang đa lê thế ra cha mắt cha na wa ca cha tình ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u ba ta ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha e sa da sap ba na phu ta su khi ta pa văn tu tê cha na bu cha je đi cha an da sam pa wa san se da cha ta pa vô pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa căn pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca gòn tu san kha yang tha tu chỉ rằng sát tăng thầm mô thầm mắt tha ra cha bùng ga la sẵn khô hô tu sa mắt vô qua ăn tha gia cha y ta gia cha âm hề rằng tha tu sanh thầm mô tập đề đi thầm ma cha ri nô vua sinh tâm ba bù nây gia ma thầm ma ri gắm ba quê đi tê. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quý thuộc là quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và nguyên như một lần nữa xin kính tri ân Ngài Uy Niệm, Ngài đã tốn thời gian của mình vào lớp để dạy cho chúng con. Và dạ, như cũng xin trân trọng chính là chào chính tri ân toàn thể chư vị đã bỏ thời gian của mình vào lớp và hành pháp, học pháp theo lời dạy của Đức Tự Phụ Gotama. Và dạ, như xin nhắc lại với chư vị là Dung bắt đầu thay đổi việc học, là thay vì 8 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi như bình thường thì một thời gian ngắn nữa là Sư Nguyên Thông sẽ không còn vào lớp, Sư sẽ đi học ở Sri Lanka. Thành ra lớp sẽ bắt đầu mở vào 9 giờ, tức là 9 giờ tới khoảng 10 giờ rưỡi hoặc là lâu hơn một chút so với giờ bên Mỹ, và cũng 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi buổi sáng vào giờ Việt Nam. Và như xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.